Thanh và cô bé hàng xóm bạn của con gái đang ở bãi biển Panama. Ăn sáng xong là cả nhà đi tắm biển luôn. Thì như các bạn thấy là bãi biển còn khá vắng người, tại vì còn hơi sớm á, chứ thường thường khoảng trưa là có rất là nhiều người ra tắm biển. Thời tiết thì khá ấm áp, 82 độ F. Nước biển nãy Thanh thò chân xuống thử cái nó cũng còn hơi lạnh tí xíu, mà thường sau 12 giờ trưa đó nước biển mới ấm lên. Bầu trời thì không có được đẹp, không được trong xanh lắm, nhưng mà tắm biển và ngày hóng gió đó các bạn, gió mát thổi hiu hiu rất là thoải mái, rất là thích luôn. Như các bạn thấy là sóng biển nó không có được êm lắm, cát sạch nhưng mà không có được mịn và trắng như mấy cái bãi biển Siesta Key mà Thanh từng đi trước đó, cũng ở trong tiểu bang Florida này. Nhưng bãi biển sạch sẽ và lai ra xa lắm, như các bạn thấy hai đứa nhỏ ra xa cái khúc á, mà nước lên mới tới cái ngực thôi. Buổi chiều mà đi câu cá là coi như là thích nhất luôn, tại vì trời nó bớt nóng và tới giờ mà cá nó lên từng đàn để ăn đó. Thì Thanh thâu nhanh cái quang cảnh ngay đầu cầu cho các bạn xem nè. Đó là cái cây cầu để ra coi và câu cá. Rồi qua cái cổng trước mặt á là lên cây cầu. Lệ phí cho người câu cá đó là 7 đô. Mình vô coi thôi thì 3 đô. Người câu cá thì được đeo một cái sợi dây trên cổ tay á. Ông xã mình là coi như là chuẩn bị trang bị là đầy đủ đồ chơi câu cá rồi đó. Ra đó nếu bạn muốn câu cá thì mình có thể đi mướn từng câu tại đầu cầu. Đây là cái quang cảnh mà mình đứng trên cầu mình nhìn xuống này các bạn. Cái cổng này là Thanh mới đi qua, trả tiền đi qua để nhìn lên cái cầu đó. Và mấy cái quán ăn nhỏ nhỏ. Hai tòa nhà là khách sạn. Trời ơi, coi cái tướng chị nhỏ đứng câu cá kìa, quá ấn tượng luôn. Chị phải tấn như vậy chị mới đem cá lên nổi. Con gái mình câu được 13 con cá rồi. Rầm rầm một con câu giỏi ghê nha. Three, four.
Oh, blue buffalo, Papi. Come on, get more buffalo today. Oh no, it's raining now. Let's go. Nothing too far, we can just catch on. Where's the chuột lọt? Lớn quá trần trần luôn các bạn ơi. Lúc mà mưa sắp mưa mà đó ông xã thì lo dọn dẹp đồ để đi về đi, ảnh mê cá. Không có chịu đi, cứ chừng chờ tới khi mà mưa tới dứt rồi hả, là coi như là quýnh lên khóc đồ bỏ vô giỏ để mà chạy mà giọt, cũng đâu có kịp đâu. Hai má con nó cũng bé đang đứng đợi anh xã ra nè. Is it normal for me from Florida? Yeah. Này là cuối chân cầu nè các bạn. Ở khúc này lúc nào cũng nhộn nhịp và vui hơn là cái khúc đầu và cái khúc giữa. Nhìn sơ trên cầu thấy cũng có người Á Châu đi câu. Hầu như cái khúc này là người da trắng nhiều hơn. Cô bé này là đứng trúng ngay chỗ mà đàn cá nó bơi tới luôn đó. Rồi với lại ông xã Thanh là thay cái mồi câu cá từ mồi kim tuyến qua mồi tôm giả đó. Là con bé câu coi nhà trúng liên tục luôn. Trúng hai con ít nhất, là ba con, bốn con. Kéo mà mỗi tay. Trời, trúng mánh rồi. Ta nói con người ta là còng lưng mà để kéo cá lên luôn. À, lên được hai con, chắc hai con cá này mập, tương đối mập á, cho nên chắc chạy mà nặng quá chỉ kéo lên thấy khó khăn luôn á.
kéo không nổi, không còng lưng á, thì mình dùng thế tấn. Thực sự mà câu trúng hai ba con cá đó bạn rất là nặng luôn á. Mình người lớn, sức người lớn kéo còn thấy khó lắm, chi là con nít. Ồ, rớt hết một con rồi. How many? Should go four? Claire, out of the way, hun. All hard tails. Right there. Oh, my hands are red. So heavy, y'all. Giờ gần 9 giờ rồi. Buổi tối trên cầu rất là nhộn nhịp, vui lắm các bạn. Nãy giờ mình đứng hóng gió biển thổi lồng lộng mắt phê luôn nè. Trên cầu nhìn ra thành phố thiệt là đẹp mắt luôn. Thanh thích nhìn quang cảnh vào buổi tối hơn là quang cảnh vào buổi sáng. Tối rồi, cả nhà đói meo. Hai đứa nhỏ câu cá mệt nhừ hai cánh tay luôn. Giờ cả nhà sẽ đi về lại khách sạn. Vẫn còn sức giỡn nữa sao? Cái vòng quay đó đổi màu sắc thiệt là đẹp luôn. Mình lo mình đứng lại mình thâu à. Hai cha con bỏ mình đi trước cả màu luôn. Đây, bao nhiêu đây cá, hai con bé câu được nè các bạn. Trong vòng chỉ 2 tiếng 15 phút thôi, hai bé câu được là 120 con cá. Cá này nó lai giữa như là cá ngân và cá sòng. Thanh không rõ là cái tên tiếng Việt là gì, nhưng mà tên tiếng Mỹ là hardtail. Và mấy con cá thu ảo, ông xã Thanh câu được hình như con gái Thanh câu được 2 con, còn bao nhiêu thì ông xã Thanh câu được đó. You go flying. I know that. Many people fainted in there. No, Claire, don't. Thở không được không?
Two spins for yours. You guys want two spins? Here you go. Have a great day.